thì đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng A, trong khi đó các cầu thủ Việt Nam cùng có được 7 điểm. Như niềm vui chiến thắng khi đối đầu cùng với Thái Lan, và dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu và điểm của Minh Trí. Tình huống đã khiến cho các thành viên tổ hai Đức Tùng rất nguy hiểm. Chút vừa rồi thì Đức Tùng đã làm động tác để Đức Tùng. Đức Tùng cơ hội dành cho cầu thủ Việt Nam, và vừa rồi là của Trần Thái Huy. Sư Phạm Hút vẫn là Sư Phạm Hút, khoảng trống rất nguy hiểm. Đó là pha bóng mà cao thủ Việt Nam đã trượt hòa. Sau đó là tình huống cắt bóng của Roa Chai. Không có lỗi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Đức Hòa, Đức Hòa có thể dứt điểm. Goal! Bóng mà Đức Hòa đã bứt tốc rất nhanh và thực ra cú dứt điểm với việc để thủng lưới. Quốc Hưng, tình huống đi bóng của Quốc Hưng dứt điểm. Goal! Vâng, đó là những gì mà cầu thủ này vẫn được làm tại giải vô địch quốc gia ngắn. Những pha chủ động cầm bóng và đột phá chúng ta đang cùng được xem lại. Kali Sơn, Rochai, Muhammad rất khó chịu. Rochai như pha rung lên sau pha dứt điểm vừa rồi của Rochai. Nam Ronachai của đội tuyển Thái Lan với kỳ bàn thắng. Vào trận đấu này thì đội tuyển được đánh giá yếu hơn. Như vậy là một sai lầm của các cầu thủ Việt Nam và đã dự báo lúc này đã xảy ra.